giới thiệu đến cả nhà. Hôm nay gia đình mình ăn sáng với một món ăn rất là sang chảnh luôn cả nhà. Món ăn ngày hôm nay của mình đó là món bún đậu mắm nêm ăn kèm với lỗ mũi heo luộc. À, cả nhà nhìn thấy hấp dẫn không? Đây mình sẽ luộc một cái lỗ mũi heo nè, mình xắt ra rồi nè, nhìn rất là ngon luôn, nạc mỡ lẫn lộn. Đây là đậu hũ chiên đó. Cái này là khế nha cả nhà, mình ăn kèm khế cho nó chua chua cho nó ngon nè. Rồi dưa leo, rồi các loại rau trong vườn nhà mình nè, như là tí tô rất là quen thuộc với cả nhà rồi đó. Rồi rau ngò ôm, tí tô và bún. Còn này là hai chén nước chấm, một chén siêu cây là của ba Toàn, còn chén này là của hai mẹ con nha. Đó là mắm nêm đó. Rồi bây giờ mời cả nhà thưởng thức nha. Mời cả nhà ăn sáng với gia đình mình nha. Hôm nay ăn lạ, hôm sáng thì mà ăn bún đậu mắm tôm. Bún đậu bún đi. Có gì vậy đó. Bữa nay clip con hơi hắt miệng một chút bởi vì răng con đang lung lay. Lung lay nha. Răng của em đông lung lay, mẹ biết cho em đông ăn bánh tráng thịt này thôi cho nó giật cái răng xích ra luôn. Đi thôi ba ơi. Mình tự cuốn như cả nhà ơi. Đúng. Có làm bún đậu bún tôm thì có làm thì mới có ăn, ba nghe chưa? Đây là khế nhà mình trồng này, mà có đứa không có làm mà cũng đòi ngồi chờ đợi. Rau rau tía tô, rau ngò ngòm hả? Ngò gai, mày cuốn đi. Trong vườn này có gì thì gia đình mình hái cuốn ăn kèm theo như thế nhở. Ôi thì muỗi thịt heo đảo quá. Háo chờ đợi quá cả nhà. Rồi đậu hũ ha. Đi bài luôn. Cô đổ mắm cho. Ăn bên đây trước đi, lát ăn bên chỗ đó. Cô đổ, đâu con đỡ chén mắm này nè. Ăn bên mà ăn bên cái bên đang nguyên trước đi. Đỡ chén mắm đó đi. Mình ăn là mắm siêu cay cả nhà. Rất là đa dạng. Thấy cái món này mà ăn hoài không thấy ngán luôn á. Nhà mình hay ăn gỏi cuốn mà. Rồi ăn với cá, ăn với thịt này kia đó. Không có bị ngán, rất là ngon. Ăn hoài cũng được. Đặc biệt là em Đông rất là thích cái món cuốn cuốn luôn. Cái cuốn thích ở đâu? Đúng. Mà cá nó chẳng như làm. Mời cả nhà nha. Quá ngon hả? Đông ăn dính. Quá hấp dẫn. Cay không Đông? Không. Tính như anh Đông ăn cay cũng hay chứ. Dạ chứ. Giống như đó không? Ngon quá. Chấm mắm siêu cay được không Đông? Được. Đi bài luôn, hai mẹ con ăn rất ngon nha cả nhà ơi. Ăn sáng mà ăn bún đậu mắm tôm ha, thèm gì ăn đó ha, mùa dịch thì thèm gì ăn đó. Rau trong vườn cả nhà, nhìn rất là tươi luôn nha. Mình mới hái buổi sáng luôn. Ngon quá. Ngon quá. Rồi, lên cuốn tiếp theo đi. Mình sẽ làm một cuốn thứ hai. Leo này nha cả nhà. Thịt lỗ mũi heo luộc đó. Đắp lên đây hai miếng. Rau tía tô. Một cọng rau ngò gai. Bún. Cho miếng đậu hũ vô. Miếng khóm nữa, miếng khế nữa cho nó chua chua nè. Quá là đa dạng. Đó, gỏi cuốn của mình đây. Mời cả nhà thưởng thức nữa nha. Em Đông chấm chân mắm bún rất vô đầy. Năm nãy ngon quá. Ngon nha. Thôi, ăn cuốn tiếp theo nha cả nhà ơi. Nhìn hấp dẫn quá, rau dương là ăn đi bài luôn ha. Mình
mình có trồng mấy cái cây rau cứ tô thôi mà nó cứ ra đọt. Đã là mũi, là mũi heo đã. Mình phải ăn nhiều mỡ vô. Mình ốm quá hả? Giờ này mình ốm quá. Ăn nhiều chân như con heo. Rồi nặng lắm á. Này có ba. Nhà mình có trồng cây khế nhỏ ăn kẻ nha. Cho nên mà hái ăn con đậu này tuyệt vời luôn nha. Đó. Quất. Đồng ho rồi. Sạc qua không? Sạc qua không? Đúng. Ăn nhanh quá sạc cái gì? Ăn nhớ thôi, cây cây mình ăn miếng trứng, miếng ớt luôn nè. Mình ăn nha, mình ăn là mắm là siêu cay nha. Ớt rồi, nó cay mà nó tốt, cay mà tốt, có tô này chỉ cần mà mình đi chợ mà mình mua mình ăn cái lấy cái cọng mình ghim rất là tự động nó lên lại ăn hoài luôn rồi cả nhà. Bữa giờ thấy ăn nhiều ghê luôn ạ. Dở chồng lắm. Sao cái tô dở chồng. Ờ nó cũng bị bệnh nữa. Đúng rồi, nó còn bị bệnh tốt lắm. Đấy, mình làm cuốn này là cuốn thứ ba gì rồi cả nhà. Ngon quá. Cô nói được cuốn cuốn thứ hai. Tao mới cuốn thứ hai hả? Thế anh còn hai mang ăn thích gì cúc. Đúng rồi, phải ăn lúc lai mà. Quá ngon. Mình lựa mấy cây miếng mỡ như cả nhà, mình thích ăn mỡ lắm. Cả nhà ơi, cuốn lâu quá. Không mình ăn lấy chén mình ăn cho nhanh cho rồi. Cuốn giống hai mẹ con Nhật Đông lâu quá. Mời cả nhà nha. Mình cắt bún nè. Cắt thịt nè. Là muối nè. Cắt đậu hũ nè. Cắt cái gọi là ăn gì đây quên ta? Khế. Khế nè, vô leo nè. Tàn ô nè, hơi lộn. Ngò ôm nè. Quên miết cái gào. Rau đi cá cũng phải. Tí tô. Tí tô nè. Rồi. Một số đâu khác. Giờ cũng có nha cái muỗng. Thôi mình đem chén luôn cho rồi. Quên lấy muỗng. Rồi, mời cả nhà nha. Em trình nhanh cho rồi. Ngon quá. Nhìn đẹp không? Thì bài luôn. Ngon quá. Anh lên theo ba đổi ý. Thịt rồi cả nhà. Cắn ớt còn đã kìa. Không ăn phải cộng lên cái ớt kìa. Út cũng muốn cộng lên cái ớt nữa. Đâm ăn dính miệng. Quá ngon. Rồi, giờ em Đông chuyển sang ăn bún chén giống ba luôn rồi. Giống ba. Chọn ba. Mê rồi. Nhanh rồi, mê rồi, mê cách ăn của ba không? Ăn bún đậu mắm tôm cách lạ cả nhà. Mình bỏ nước lạnh ăn luôn cho rồi, làm nhanh cho rồi. Giờ khỏi quấn. Đổi sang phong cách lạ. Đổi sang phong cách cực kỳ lạ. Rau này các bạn xé ra nha. Lấy tay mình xé ra dày cho nó mình trộn với bún nó ngon nha. Nha mẹ. Đó. Mẹ nhìn cái món này nhìn cái mỡ đã ha. Đông đông ăn rau không? Đông xí rau giống ba nè. Đó như vậy nha cả nhà. Rồi khế thì mình gắt vô, có khế ăn ngon lắm nha. Đó. Khế các bạn một xí ra vậy nha. Nhỏ là trộn vô đã lắm. Rồi. Mình sẽ chan nước mắm siêu cay nha. Đó, cả nhà thấy không? Nhìn hấp dẫn không? Nhìn hấp dẫn không? Thì bài luôn ha. Rồi, kèm theo quả ớt ở trên nha. Cắn lộn hết quả ớt là xong luôn đó. Đó, trộn lên. Nhìn thấy nó ố, quên. Quên thịt, cái quan trọng. Quan trọng, thịt. Thịt của mình quên, mình trộn bún như rau không thì cả nhà quên thịt nè. Rồi quên đậu hũ luôn. Quên món chính không à. Mấy món chính mà. Quên.
còn một cái thịt nữa đi. Mình cũng làm được một dĩa bún thập cẩm này nè. Mời cả nhà ăn sáng với gia đình mình cho vui nha. Đó. Thì bà ăn luôn. Mùa dịch này có gì ăn nói cả nhà ơi. Năm là 5 ngày mới đi chợ được ngày. Mỗi ngày mỗi bữa cách ăn nó có cái ngon khác nhau ha. Hay quá. Được giờ luôn. Tại gia đình mình đi chợ được không mà mình mua nem chả nữa ngon á. Này mùa này mình ăn là chắc chắn phải thiếu thốn à. Thiếu thốn đâu có ai đủ. Nem chả rồi cả trứng nữa mình chiên lên nữa ngon. Mà còn có gì ăn rõ rồi. Đơn giản. Vẫn ngon lắm đó. Có nhiều dùng dịch giả cả nhà khổ lắm. Mình ở đây thì dịch thì kiểm soát được nên cũng đỡ vất vả. Lại mình ở quê á, trong vườn á, nó cũng dễ sống hơn. Có nhiều trái cây, nhiều rau, rau cỏ nè. Ồ, ăn hoài không hết luôn. Ăn hoài, ăn mãi, không hết viên cái hàng cây. Rau xanh này ăn không hết luôn. Ngon quá. Ai làm mua heo mình nha sọt rồi á. Thế ăn không nó chua. Nó ăn kèm với gỏi cuốn không thấy chua lắm. Một đậu mắm tôm mà cả nhà cần nói là ăn không cần cuốn nha. Ăn dài còn ngon nè. Trộn vô chén ăn mới ngon. Hoài. Hay ba ăn như cái kiểu mấy thằng đại gia. Đại gia. Như mấy thằng chiên thằng người chết đói. Ngon ngon. Quá đã. Đằng nào mình thấy ăn rau cũng quá trời còn lại luôn. Hết rồi. Nhiều quá. Trong vườn ngon lắm. Được cả nhà không? Nó xanh mà nó non. Mà nó an toàn lắm. Không có phân thuốc hết cả nha. Tự nhiên luôn á. Thơm lắm. Tự nhiên luôn. Tự nhiên luôn. Còn mình làm chén nữa đi. Chia ra gia đình mình chia ra ba chén nữa. Hai ngọt. Hả? Hai cho con ăn. Đừng nhét lỗ mũi nào. Ui, cho lỗ mũi nào. Nhìn đã. Mà công nhận cái lỗ mũi heo luộc và ăn ngon thiệt. Mùi heo mỡ mà nó không nhét. Mùi heo mà ăn bún đậu mắm tôm bị bài luôn ha. Mùi heo là ăn luộc lên chấm mắm, chấm bún đậu, chấm lộn chấm mắm tôm là bị bài luôn. Công nhận xuất sắc luôn cả nhà. Rồi vậy là gia đình mình đã ăn sáng xong rồi cả nhà ơi. Riêng em Đông thì còn tiếc nuối miếng đồ hủ nên vẫn còn cảm. Tiếc đồ hủ lắm. Rồi gia đình mình cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo dõi clip ngày hôm nay của mình nha. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Xin chào cả nhà. Ủa chào rồi mà sao ăn khí thế đã? Gọi là ăn mốt. Ăn mốt à? Ăn mốt bữa tiệc đó. Đúng. Đó là ăn rau cỏ ngon. Đi ba không đâu? Đi ba không? Đã. Đã kia. Ăn miếng của đông, bà giết kìa. Đông giết. Đông ăn rồi. Thôi lát cho ăn kia kia. Ăn gà kìa. Hôm gà vô hết không? Hả? Sao không tự vô? À quên, chắc không hết nhiều. Đúng. Chưa chắc quay. Chưa chắc quay bà ơi. Ăn đi. Thôi cởi đi. Ăn tự nhiên đi. Ăn tự nhiên. Anh ơi chưa tắt mới quay. Thôi gia đình mình chào thiệt luôn nha. Giờ dừng video thả đi nha cả nhà ơi. Chào cả nhà.